Bí quyết trong tiếng Trung để chúng ta không nói ngược. Địa điểm trước động tác sau. Zài nǎ, zuò shěmě, ở đâu rồi mới đến làm gì? Ví dụ, nǐ zài nǎ gōngzuò? Nǐ zài nǎ gōngzuò? Bạn làm việc ở đâu thì phải là nǐ zài nǎ gōngzuò. Ủa zài hě nèi gōngzuò? Tôi làm việc ở Hà Nội thì các bạn phải là ủa zài hě nèi gōngzuò. Địa điểm trước và đến động tác sau. Đó là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai, cùng ai rồi mới đến làm gì? Cùng ai rồi mới đến làm gì? A cân B cộng với động từ. Ủa cân nỉ truy hưa cà phê hảo ma? Ủa cân nỉ truy hưa cà phê hảo ma? Tôi với bạn đi uống cà phê được không? Ủa cân nỉ truy hưa cà phê hảo ma? Công thức số 2, chúng ta sang công thức số 3. Thời gian trước, động tác sau. Ú tiền, xa ban. Ú tiền, xa ban. 5 giờ, tan ca. Thì chúng ta phải nói 5 giờ rồi mới đến tan ca. Ú tiền, xa ban. Tiếp tục, công thức tiếp theo. Tơ, đây là cấu trúc định chung. Chúng ta sẽ phải nói ngược. Ví dụ, ủa tờ ma mạ, mẹ của tôi. Ủa tờ ma mạ, mẹ của tôi. Thì chúng ta phải ủa trước. Ủa tơ ma mạ, mẹ là chính. Chúng ta sẽ nói sau. Công thức này chúng ta cũng nói ngược nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ căng một công thức nữa. Danh từ riêng đứng trước danh từ chung. Hồ Chí Minh sự, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hồ Chí Minh rồi mới đến sự. Hồ Chí Minh sự, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc tiếp theo chúng ta sang một phần nữa, đó là từ to về nhỏ. Năm rồi đến tháng rồi đến ngày. Ví dụ, 今天2021年9月13号. Vậy là các bạn đã nắm được những quy tắc để chúng ta không bị nói ngược trong tiếng Trung nhé.